trần nhật phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn nhắc lại buổi gặp gỡ các ứng cử viên gốc Việt và các YouTuber ở tại San Jose, khu à, parking lot của Grand Century Mall, trung tâm thương mại của người Việt ngày 9 tây tháng 10 tức là chủ nhật tuần này lúc 4 giờ chiều. Quý vị sẽ có dịp gặp gỡ với lại Phong và Trương Quốc Quy cùng với lại các ứng cử viên gốc Việt tranh cử các địa vị trí địa phương, trong đó có Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Nam Quang có emmy van west biên đoàn và có cả Matt ma hình à, bên cạnh đó thì à, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ với các nghệ sĩ à, lan ngọc trang thanh lan phượng mai mỹ huyền à, diệp thanh thanh thảo sương và hoàng thanh mong rằng sẽ gặp gỡ tất cả khán đến giả ở san jose và các vùng phụ cận sacramento san francisco Auckland có thể về dự vào ngày 9 tây tháng 10 lúc 4 giờ chiều đến 7 giờ tối ở tại khu Grand Santimor ở ngoài Bắc cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng chúng ta sẽ gặp gỡ và ủng hộ cho người Đài Loan đó là cái thông báo của Phong và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là giải Nobel về hóa học đã trao cho ba nhà khoa học gia mà đã có cái uh, À, việc mà gọi là đưa ra được những cái phương pháp về phân tử khoa học cũng như là cái cái à, biểu đồ để có thể à, hướng dẫn làm cách mà lấy DNA. Bản tin mới nhất cho biết là ba nhà khoa học gia đã cùng lấy được cái giải Nobel về hóa học vào ngày thứ tư khi mà họ phát triển cái click tức là cái việc bấm máy, à, cái bấm con chuột ở trong cái hệ thống của computer để có thể à, nghiên cứu về vấn đề à, y tế của con người. Hai à, nhà khoa học của Hoa Kỳ là Caroline Petrozzi và Barry Sharpless cùng với lại nhà khoa học gia của Đan Mạch là Mortel Meadow đã cùng chia sẻ chung một cái giải Nobel về hóa học mà trong đó họ đã có những cái nghiên cứu để mà những cái phản ứng về sinh học trong đó có thể tạo ra những cái loại thuốc chống lại bệnh ung thư cũng như là một cái biểu đồ về DNA và cũng như một số những cái tài liệu khác dùng cho mục tiêu gọi là hỗ trợ cho sức khỏe công cộng Đây được xem là một trong những giải thưởng mới nhất của giải Nobel mọi hàng năm đưa ra. Trong đó thì à, các nhà khoa học gia này bao gồm cả Sapphla Fred 81 tuổi, trước đó cũng đã từng thắng giải Nobel à, của của năm 2001 và bây giờ là người thứ năm đã nhận được cái giải thưởng này cùng với lại một số những người khác và kể cả nhà khoa học gia Đan mạch làm medal 68 tuổi làm việc tại trường à, đại học của Copenhagen của Đan mạch và à, gần như là làm việc ở lại một cái trung tâm nghiên cứu về script research ở California. Trong khi đó thì Betozi 55 tuổi là người đã làm việc ở trường đại học Stanford ở California và đã giúp cho cái việc mà à, thúc đẩy à, nghiên cứu về cái lĩnh vực AI để mà hỗ trợ cho ngành à, khoa học đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Trong khi đó, giá xăng tăng cao có thể sẽ khiến cho đảng Dân Chủ bị tổn thương chỉ còn 5 tuần lễ nữa là tới mùa bầu cử. Giá xăng đã tăng cao vào tuần trước trên toàn Hoa Kỳ mà trong đó có thể sẽ ảnh hưởng tới kết quả bầu cử của năm nay vào ngày 8 tây tháng 11. Theo tường trình của Triple E Data ở tại California, thì giá xăng vào tuần trước đã tăng 52 cent ở mức là 6 đồng 41 cent một ca lông. Ở Arizona được xem là cái tiểu bang chiến lược à, giá xăng đã tăng thêm 30 cent. Trong khi đó Nevada giá xăng đã tăng khoảng 40 cent. Và tại à, tiểu bang Washington nơi mà đừng xem là đang có một cái sự bất mãn đối với đại an chủ thì giá xăng đã tăng vào ngày thứ ba lên tới 30 cent và theo tường trình cho biết thì việc giá xăng tăng này sẽ ảnh hưởng tới việc mà lá phiếu người dân bỏ cho đảng dân chủ, trong đó thì ông Joe Biden đã cam kết là sẽ giảm đi tình trạng gọi là khai thác về dầu thô giữa lúc mà phía Nga đang có cuộc xâm lăng tại Ukraine đẩy giá xăng và giá dầu lên cao mà chính quyền Joe Biden đã cố gắng tìm cách gọi là giảm đi nhưng mà không có thành công chúng ta đã sẵn sàng cho một cái thỏa thuận về vấn đề khủng hoảng kinh tế khủng hoảng khí hậu trên toàn cầu và chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn ông ta đã từng phát biểu vào tháng giêng năm 2021 và tình trạng khí hậu trên của chúng ta và chúng ta là người dân Hoa Kỳ chúng ta phải cam kết để mà chấn chỉnh lại trong khi đó thì đảng dân chủ vẫn tiếp tục theo đuổi nghị trình này và chính nghị trình này đã làm cho họ bị tổn thương về lá phiếu Gần như là các tiểu bang ở Georgia, New Hampshire, Nevada, Arizona và Washington Tech đều có thể, khó có thể giúp được cho đại dân chủ trong cuộc bầu cử năm nay. Trong cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là 43% người dân Hoa Kỳ e ngại lạm phát là mức hàng đầu dưới cái quyền lãnh đạo của đại dân chủ. Cùng một lượt, 24% nói rằng họ nghĩ là đảng Cộng Hòa sẽ có cái mức gọi là tai hại trong vấn đề kinh tế, trong khi đó 47% những tin tưởng đảng Cộng Hòa về vấn đề kinh tế nhiều hơn đảng Dân Chủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Elon Musk lại chọc quê Twitter trong cái chữ X là có thể thay đổi everything, tức là thay đổi mọi thứ. Trong một cái tweet mới nhất thì ông Elon Musk đã lên tiếng chọc quê à, công ty Twitter về việc mua công ty Twitter và ông nói rằng có thể sẽ à, à, có mức gia tăng từ 3 tới 5 năm ở mức độ gọi là x, ông dùng chữ x để minh họa cho cái à, việc mà tăng trưởng về à, lợi tức của công ty này. Tuy nhiên, tôi có thể sai, đó là lời phát biểu của ông Elon Musk đưa ra. Giữa lúc đang có hai nguồn tin xác nhận rằng có thể ông Elon Musk sẽ tiếp tục à, quay trở lại với cuộc thương thuyết mua công ty Twitter với giá 44 tỷ Mỹ kim mà để có thể xóa đi cái đơn chuyện diễn ra vào ngày 17 tây tháng 11 tháng 10 sắp tới đây và gần như là công ty uh, uh, Trader đang uh, phải đối diện với lại một số những cái thử thách và thách thức về vấn đề mà tính chất gọi là minh bạch trong việc điều hành trang mạng này uh, ít nhất là có số lượng cạnh tranh từ những trang mạng khác khiến cho Trader đã bị rớt đi từ Facebook, Uber, Instagram, Substack và uh, và một số những trang mạng khác kể cả, cả WeChat đã có vẻ như là lấy được rất nhiều khách hàng từ công ty Trader đây được xem là một trong những cái uh, phản ứng mới nhất mà công ty ông Element đã đưa ra trong lúc có những cái dư luận cho rằng ông có thể sẽ quay trở lại việc mua công ty Twitter với giá 44 tỷ Mỹ kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tiểu bang New Jersey đã đưa ra lời cảnh báo với người dân về tình trạng khẩn cấp nguyên tử một số những tiểu bang lớn tại hoa kỳ đã bắt đầu đưa ra lời cảnh cáo người dân chuẩn bị cho cái gọi là khẩn cấp về nguyên tử giữa lúc mà ông joe biden xin lỗi quý vị ông tổng thống nga vladimir putin đang đe dọa là sẽ giữ sử dụng vũ khí hạt nhân tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng thông điệp của chính quyền đã thiếu cái sự hỗ trợ và trong đó đang tìm cách sử dụng cái việc này để mà kiểm soát người dân hoa kỳ trong đó thì ông putin nói rằng ông ta sẽ sử dụng tất cả các loại vũ khí để mà bảo vệ cho những phần lãnh thổ của nga À, và new york và new jersey đã bắt đầu đưa ra những cái quan điểm công cộng và loan báo cho người dân để chuẩn bị nếu như có trường hợp mà tấn công nguyên tử vào cái uh quay nhà của họ là một phần trong cái uh, chương trình gọi là National Preparation uh, Preparedness Month tức là một cái tháng chuẩn bị. thì uh, tiểu bang New Jersey đã công bố một loạt những cái uh, chương trình cần thiết để yêu cầu cho người dân làm cách nào ứng phó nếu như xảy ra cuộc tấn công nguyên tử. tương tự như vậy tiểu bang New York cũng đã ban hành một cái uh, quản lý khẩn cấp để đưa ra những cái hướng dẫn nếu như trường hợp mà Hoa Kỳ bị uh, tấn công. trong khi đó thì uh, phía của New York cho biết rằng họ đang thúc đẩy và hướng dẫn cho người dân một số phương pháp để đối phó lại với tình trạng mà nếu như mà tấn công bằng vũ khí nguyên tử có thể xảy ra. Đây được xem là một trong những cái phản ứng khá quyết liệt của một số tiểu bang lớn, đa số là nằm ở đảng Dân Chủ, đều nghi ngờ là việc mà ông Vladimir Putin có thể sẽ dẫn tới một cái cuộc gọi là tấn công thật sự bằng nguyên tử và có thể ảnh hưởng tới Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc công bố một cái Bill of Rights, tức là một cái dự luật về quyền con người trong vấn đề nghiên cứu và sử dụng các cái loại AI, tức là các cái uh, trí tuệ nhân tạo. Chính quyền của Joe Biden đã công bố một loạt những cái quy tắc nhằm tránh gây tổn thương bởi việc nghiên cứu các cái hệ thống về AI, tức là hệ thống trí tuệ nhân tạo, bao gồm luôn cả cái uh, quy tắc để bảo vệ cho các dữ liệu con người và giới hạn sự giám sát. Và dự luật này có cái tên gọi là AI Bill of Rights, tức là một cái quyền của con người trước cái việc trí tuệ nhân tạo. Trong đó là không có cái lực lượng gọi là công lực thật sự. Tuy nhiên thì tòa Bạch Ốc cho biết rằng họ sẽ giám sát chặt chẽ để bảo vệ cho quyền lợi dân sự trước cái thế giới và nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Đây là chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris nói rằng chúng ta cần phải làm việc chung trên tất cả các loại các chính phủ và trên tất cả các kỹ nghệ để bảo đảm cái quyền cái bình đẳng ở cho là trung tâm của cái quyền dân sự và trung tâm để mở ra tất cả những cái việc sử dụng các cái kỹ thuật để mà giám sát con người đó là lời phát biểu của alon nelson là phó giám đốc về khoa học và kỹ thuật của tòa ốc đã đưa ra lời phát biểu và điều này có nghĩa là họ bắt đầu đặt ra những quy tắc cho việc nghiên cứu ai và trong đó đã tránh tình trạng mà các cái dữ liệu của người dân đã bị lấy đi hoặc bị sử dụng bởi các công ty đồng thời cũng sẽ giám sát chặt chẽ việc hoạt động của các công ty này và không để các công ty này giám sát tất cả những dữ liệu hoạt động của người dân. Đây được xem là một trong những nỗ lực của chính quyền Joe Biden nhằm có thể lấy phiếu của các tổ chức xã hội dân sự. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden và các phụ tá đang chuẩn bị thúc đẩy một cái chính sách mới về di trú sau cuộc bầu cử giữa mùa. Chính quyền của Joe Biden và các cái nhân viên làm việc dưới quyền của ông ta có thể sẽ thay đổi một số những cái chính sách về di trú sau khi mà ông ta đã thả lỏng vấn đề di trú khiến cho di dân bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ sau khi mà có cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Mặc dù chưa đưa ra quyết định, tuy nhiên theo báo cáo của NBC cho biết là chi tiết vẫn còn lệ thuộc làm cách nào quốc hội có thể sẽ đưa ra những chính sách mới về sau cuộc bầu cử giữa mùa. Trong đó thì ông Joe Biden, đang có dự tính là tái tranh cử năm 2024 với một cái là câu khẩu hiệu là giữ lời cam kết mà trong đó là NBC đưa ra giữa lúc mà lực lượng gọi là di dân bất hợp pháp đã tràn qua Hoa Kỳ khá đông. Riêng trong năm 2022 đã có 2.1 triệu di dân bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ. Trong khi đó đảng Cộng hòa chỉ ra cho thấy là vấn đề di trú vẫn là một cái vấn đề ưu tiên hàng đầu của họ trong cái chiến dịch tranh cử và thách thức nhất đảng cộng hòa sẽ phải có một cái tiến trình ở tại quốc hội nếu họ chiếm lại quyền đa số, tuy nhiên họ sẽ phải đối diện với quyền phủ quyết của Joe Biden. Trong khi đó, thì Joe Biden đang cố gắng tìm cách bảo vệ cho cái chương trình gọi là à, Dreamer, tức là những cái những người trẻ của di dân bất pháp mà tới Hoa Kỳ lúc mà dưới 18 tuổi. Trong đó thì Obama đã có chính sách bảo vệ cho những người này gọi là chương trình DACA, tức là bảo vệ cho những người này không bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Và điều này có thể sẽ thay đổi một phần nào ở sau cuộc bầu cử tháng 11. Trong khi đó thì cuộc thăm dò mới nhất cho thấy cộng đồng Latino đã gần như chia rẽ trong cái chính sách của Joe Biden. Theo tường trình của NBC và Telemundo đã đưa ra một cái cuộc thăm dò, 51% cho rằng ông ta đã làm tốt công việc di trú, 45% đã chia đã nói rằng là ông ta không làm tốt. Đây là cái con số chia rẽ trong cái cộng đồng Latino. Cuộc đối thoại của đảng Dân Chủ diễn ra giữa lúc mà ông Ron DeSantis thống đốc của tiểu bang Florida và ông Cash Abbott, thống đốc của tiểu bang Texas vẫn tiếp tục đưa vấn đề an ninh biên giới lên hàng đầu trong các nghị trình và tiếp tục gửi những di dân bất hợp pháp tới các khu vực mà do đảng dân chủ quản trị. Trong khi đó, thì tòa bạch ốc đã lên án trong những tuần gần đây, đặc biệt là gần như 8.000 di dân bất hợp pháp mỗi một ngày đã được trở tới các cái khu vực này. À, trong khi đó, thì tòa bạch ốc đang tìm cách gọi là à, chống đỡ với cái sự tấn công của các thống đốc đảng cộng hòa và họ cho rằng các thống đốc đảng cộng hòa đang sử dụng người di dân bất hợp pháp là một vũ khí chính trị trong khi đó thì đảng cộng hòa dự tính là sẽ đặt câu hỏi với lại ông bộ trưởng an ninh nội địa là Alejandro Mayorkas về việc mà ông ta sẽ kiểm soát cái chính sách biên giới như thế nào sau khi mà phía đảng cộng hòa lấy lại được quyền hạ viện hoặc là thượng viện đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay câu chuyện về cái laptop của Hunter Biden và whistleblower đã chính thức phát biểu và sau 2 năm im lặng à, Tony Bobulinski cựu à, một được xem là một cựu đối tác của ông Hunter Biden người đã từng lên tiếng năm 2020 về cái laptop của Hunter Biden nói rằng FBI đã chưa bao giờ à, gọi là thực hiện cái lời hứa của họ đối với ông ta trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình Fox trong chương trình của Tucker Carlson ngày thứ hai thì Bobulinski đã lên tiếng và nói rằng cụ nhân viên của FBI là Timothy Tibo, người bị cáo buộc bởi đảng cộng hòa là đã có những hành động chống lại ông Trump và lạm dụng chức quyền để mà ngăn cản cái câu chuyện của Hunter Biden và cuộc điều tra này à, đã chưa bao giờ đến gặp ông Bobulinski và trong đó gần như là nó diễn ra trước cuộc bầu cử năm 2020 Tim Tibun và cái lần cuối cùng mà thảo luận với lại các cái toán pháp lý của tôi và ông ta chúng ta biết được ông ta đã hợp tác và chúng tôi cảm ơn những cái thông tin ông ta đã cung cấp và chúng tôi đã cùng theo dõi với ông ta tuy nhiên thì ông ta đã không bao giờ quay trở lại đó là lời phát biểu của Bobulinski đã nói với Carson và tôi chưa bao giờ Nghe ông ta nói cái gì kể từ đó, kể cả với luật sư của tôi. Trong lời phát biểu này thì cho thấy rằng là chính nhân vật này là nhân vật đã sử dụng cái tầm ảnh hưởng của FBI đe dọa tất cả những người mà đã đưa ra cái tin về Hunter Biden, đặc biệt là cái laptop của ông ta và tìm cách đe dọa các công ty mạng xã hội không được à, cho phép à, gọi là phát tán tất cả những cái tin tức mà tờ New York Post đã đăng về cái à, laptop của Hunter Biden hàng trăm dữ liệu cho thấy là joe biden đã có hành động thao túng và tôi có thể nói rằng à, trong cái laptop này khi mà nói tới big guy thì ông này vẫn khẳng định người big guy ở trong cái email trao đổi giữa hunter biden và những đối tác ở trung quốc được khẳng định đây chính là ông joe biden trong đó thì à, trong 2 tháng 10 năm 2020 thì ông Bobulinski đã bước ra trước ánh sáng của truyền thông để công bố về một mối quan hệ của Hunter Biden, trong đó có liên hệ với lại công ty năng lượng của Trung Quốc là CEFC. Tuy nhiên thì lời phát biểu của ông đã bị cản trở rất nhiều bởi các công ty truyền thông xã hội và các hệ thống truyền thông cánh tả với sự huy động của Timothy Tibu được xem là người đã tìm cách cản trở không để cho câu chuyện này được công bố ra bên ngoài. Đây được xem là một trong những tiết lộ mới nhất của nhân vật nhân vật được xem là whistleblower liên quan tới cái laptop của hình Biden. Cũng một lượt trong ngày hôm nay thì các thành viên của đảng Cộng Hòa đã công bố lý do chính tại sao họ cần phải đàn hạch đối với ông Joe Biden. Một thành viên cao cấp của đảng Cộng Hòa đã à, duyệt xét lại việc làm cách nào đảng Cộng Hòa có thể thực hiện tiến trình đàn hạch với ông Joe Biden nếu như đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử giữa mùa. Dân biểu James Conner, thành viên cao cấp của Ủy ban giám sát của Hạ viện, nói rằng việc mà đàn hạch này sẽ nhắm vào cái laptop của Hunter Biden và những thông điệp đã được đưa ra bao gồm luôn những cái chi tiết ở trong cái laptop này với những cái mối thương mại của ông ta. Và nếu như Joe Biden nhận được bất kỳ một cái sự trả tiền nào từ phía Hunter Biden và những hoạt động của ông ta, thì đều xem là bất hợp pháp đó là lời phát biểu của ông conner đã đưa ra với uh, cuộc phỏng vấn vào ngày thứ ba à, trước đó vài năm thì người ta đã có những cái uh, chi tiết và nói tới nhân vật big guy ở trong cái email của ông hunter biden mà nhiều người biết, biết nghi ngờ và cho rằng đây chính là nói về ông joe biden và phía đảng hòa cho biết họ sẽ mở lại toàn bộ cuộc điều tra trong cái laptop của hunter biden mà trong đó uh, sẽ tìm hiểu xem trong tất cả những cái transaction Tức là những cái chuyển ngân của ông Hunter Biden. Những ông ta nhận tiền và gửi tiền đi có liên hệ tới ông Joe Biden hay không? Bởi vì thời điểm đó, ông Joe Biden đang là phó tổng thống à, trong cái thời mà ông Hunter Biden đã có những mối giao dịch với nước ngoài bao gồm cả Ukraine lẫn Trung Quốc. Và hiện nay, đây sẽ là cái điểm chính để đàn hạch đối với lại ông Joe Biden nếu như đảng Cộng Hòa kiểm soát lại quyền đa số ở Hạ Viện và lẫn cả Thượng Viện. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ABC, thì Hunter Biden đã từng nói rằng ông ta đã có những cái à, 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 những cái hoạt động ở bên hải ngoại và có những cái phát xét sai lầm về ông ta và ông ta nói rằng ông ta không làm gì sai à, tôi có thể cho tất cả mọi người hiểu rõ cái đường hướng bất hợp pháp tìm cách gây tổn thương cho cha của tôi và tôi đã làm sai lầm đây là lời phát biểu của ông Hunter Biden đã phát biểu trên đài truyền hình NBC ABC trước đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, việc mà sử dụng thẻ ID đã được đề đề xuất ở tại uh, Nebraska và Arizona trong các cái đạo luật gọi là minh bạch bầu cử. Những người dân của Nebraska đã được yêu cầu là phải cung cấp cái uh, thẻ ID một cách chính thức của họ khi mà muốn tham gia đi bầu vào ngày 8 tây tháng 11 là một trong những cái đạo luật mà được xem là khẳng định tính chất minh bạch bầu cử trên toàn quốc. À, trong cái uh, sáng kiến này thì uh, của Nebraska đưa ra là 432 và phía của Arizona đưa ra cái luật này là 309 để tìm họ để uh, cho người dân chọn lựa là phải có thẻ ID khi đi bầu và phải kiểm tra thẻ ID khi đi bầu. Đây được xem là một trong những cái uh, bản kế hoạch của nhiều tiểu bang đã bắt đầu tìm cách minh bạch lại bầu cử và tổng tổng cộng có khoảng 37 tiểu bang đồng ý là sẽ xét thẻ id khi đi bầu và quý vị khi đi bầu cần phải đệ trình một cái thẻ id có hình của quý vị tiểu bang nebraska và tiểu bang arizona là hai tiểu bang đã được xem là bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ cho việc minh bạch bầu cử và ban hành những luật lệ liên quan tới bầu cử trong đó là buộc người dân những người ghi danh bầu cử phải có đầy đủ tất cả những cái quyền công dân của họ và đồng thời cũng phải chứng minh tất cả những cái quyền công dân của họ trước khi mà họ tham gia bỏ phiếu đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay đầu tiên hết là Đài Loan đã bắt đầu có cái chiến dịch à, gọi là để giành năng lượng và thực phẩm trong trường hợp mà có cuộc đối đầu với cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết là Đài Loan gần như là bắt đầu dự trữ tất cả những nguồn cung cấp bao gồm cả thực phẩm và năng lượng để đề phòng trường hợp mà có xung đột quân sự với Trung Quốc. Một viên chức của chính phủ Đài Loan đã đưa ra lời thông báo ngày thứ tư Trung Quốc đang có những hành động được xem là đe dọa tới cái đảo quốc Đài Loan kể từ sau chuyến viếng thăm của bà Nancy bà Lộc tới đây và họ có thể gia tăng khả năng phong tỏa đối với đảo quốc Đài Loan và thứ trưởng và đặc trách về kinh tế của Đài Loan là Chen Chiu đã nói với các thông tin viên rằng họ đã phối hợp với lại các cái kho chứa dự trữ về năng lượng và về thực phẩm để có thể đối phó với tình trạng nếu như trường hợp mà Trung Quốc tấn công và để có để đối phó với tình trạng tấn công chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những cái cần thiết bao gồm cả thực phẩm và năng lượng cũng như những nguồn cung cấp khác ở từ các cái công xưởng và chúng tôi đã có một hệ thống chúng tôi để dành gần như mỗi một tháng và chúng tôi muốn chắc chắn rằng là tất cả những kho dự trữ của đài loan bao gồm cả thực phẩm bao gồm những nguồn cung cấp bao gồm luôn cả các cái uh, nguyên liệu của khoáng mỏ và các cái hóa chất cũng như là năng lượng chúng tôi đã có tất cả những cái, cái uh, kho chứa này để uh, có thể sử dụng ngoài ra thì phía uh, Công ty điện lực của Đài Loan đã bắt đầu tăng cường việc mà dự trữ các cái nguồn khí đốt thiên nhiên, than đá, bao gồm cả cái việc mà cái điện từ nguyên tử và kể cả việc mà sử dụng những nguồn năng lượng khác và chúng tôi sẽ bảo bảo đảm rằng là người dân Đài Loan sẽ không bị lúng túng trong vấn đề gọi là thiếu hụt các cái nguồn cung cấp này khi mà cuộc chiến xảy ra. Đây được xem là cuộc báo động mới nhất của Đài Loan nhằm nhắm vào cái việc mà Trung Quốc tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Cùng một lượt thì đảng đối lập của Đài Loan đã chỉ trích sự thay đổi trong việc mà họ chế tạo những cái khinh hạm có khả năng mang theo đầu đạn à, hỏa tiễn. Một số những nhà đối lập à, trong hội đồng lập pháp của Đài Loan đã lên tiếng chỉ trích cái ngân sách quốc phòng à, của hải quân. Trong đó dự tính là sẽ chế tạo cái khinh hạm nặng 4.500 tấn để có thể à, mang theo đầu đạn hỏa tiễn. Và bây giờ nó chỉ giảm xuống và chế tạo ra hai loại à, khinh hạm mỗi loại có 2.000 tấn mà thôi. Ngân sách quốc phòng cho tài khoản năm 2022 trị giá là 779 triệu Mỹ Kim để xây dựng một cái dự án chế tạo kinh hạm của Đài Loan trị giá với cái sức nặng là 4.500 tấn từ năm 2019 tới năm 2026. Tuy nhiên thì trong cái ngân sách năm 2023 họ nói rằng cần có những cái thế hệ à, kinh hạm có đầu đạn hỏa tiễn mới và trong đó họ muốn gọn nhẹ hơn và sẽ chế tạo lại à, kinh hạm nhẹ hơn khoảng 20 tấn mà thôi à, 2.000 tấn mà thôi đây được xem là một trong những lời chỉ trích của à, Trung Hoa Quốc dân đảng là đảng đối lập tại Đài Loan cho rằng là phía của Hải quân đã sử dụng không đúng cái cái tài chánh mà để chế tạo các kinh hạm nhằm đối phó với Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã bắt đầu cho các cuộc tập trận chống tìm tỷ đỉnh để gia tăng khả năng hoạt động dưới mặt nước của họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc và lực lượng PLA đã bắt đầu có chương trình huấn luyện để mà đối phó với lại tìm tỷ đỉnh giữa lúc mà Hoa Kỳ và Úc cũng như Nhật Bản đang tìm cách xây dựng các cái lực lượng hoạt động ngầm ở dưới lòng biển. Lực lượng PLA và Bộ Chỉ huy Miền Đông trong ngày thứ ba cho biết là cánh hải quân của họ sẽ có 48 giờ À, để mà có thể à, thực hiện một cuộc tập trận trong đó đối phó với tiềm thủy đỉnh. Việc à, tập trận này diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ và Anh đang chuẩn bị giúp cho Úc có được cái, cái tiềm thủy đỉnh nguyên tử đầu tiên vào đầu năm 2023. Bên cạnh đó, Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ đang tăng cường các cái hợp tác hoạt động ở dưới lòng biển. À, trong đó thì gần như là để giám sát tất cả những cái uh, hoạt động mà được xem là ngầm của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, eo biển Đài Loan và Biển Đông Bắc Á. Đây được xem là một trong những cái chiến lược chiến lược của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì Trung Quốc đã sử dụng các cái loại trinh sát cơ chống tìm tự đỉnh tham gia vào cuộc tập trận ở khu vực phía đông của Trung Quốc, tức là ở gần Thượng Hải và gần ở khu vực ở Liêu Ninh. Và cuộc tập trận này là với mục tiêu là chống tìm tự đỉnh mà Trung Quốc đã thực hiện nhằm có thể tăng cường khả năng đối phó với tìm tự đỉnh của Hoa Kỳ và đồng minh có thể đã hoạt động ở dưới lòng biển đặc biệt là khu vực biển Đông đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á à Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng mà lạm thu của các trường học vẫn tiếp tục gia tăng tại Việt Nam, mặc dù đã có sự cáo giác của nhiều phụ huynh. Nhiều phụ huynh ở một số nơi, bao gồm luôn cả miền Trung lẫn miền Nam, đang cáo giác rằng các trường học đã tìm cách thu phí ngoài quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ít nhất là một cái trường ở khu vực ở Con Tum cho biết họ đã được thông báo về những cái khoản thu à, các cái lệ phí của các trường học tổng số thu lên tới hơn 1 triệu 200 đồng trong đó có ba những cái khoản thu được xem là bất ngờ là quỹ phụ huynh 150 000 đồng và xã hội hóa là 300 000 đồng trong đó thì họ không biết những cái quỹ này dùng để làm gì và tình trạng mà các cái trường học bây giờ để rất nhiều những cái quỹ khác nhau để thu lệ phí của người dân và các phụ huynh đây được xem là một trong những cái nỗ lực mà các phụ huynh đã lên tiếng trong lúc mà cộng sản Việt Nam và cái hệ thống giáo dục của họ vẫn mắc nhắm mắt mở cho các cái trường ở các khu vực địa phương tìm cách thu đùa lệ phí và thu tiền của người phụ huynh bằng đủ kiểu khác nhau từ chi phí giữ xe, chi phí nhân viên bảo vệ cho tới chi phí về gọi là hỗ trợ cho giáo chức rồi tới chi phí hỗ trợ cho quỹ xã hội quỹ từ thiện tất cả cả trên dưới khoảng hai ba chục cái quỹ khác nhau khi mà đưa con tới trường học và trong đó họ nói rằng kêu gọi sự tình nguyện nhưng nếu như phụ huynh nào không đóng góp một đồng trong bất kỳ một cái quỹ nào thì con cái của họ sẽ bị khó khăn và bị cô lập ngay trong trường học đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Cộng sản Việt Nam đã áp lực công ty Netflix gỡ bỏ cuốn phim do Hàn Quốc sản xuất gọi là Little Woman. Sau khi mà trong đây có một số cảnh nói về sự thật cuộc chiến mà các binh sĩ của Nam Hàn đã tham chiến bên cạnh đồng minh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên chiến trường Việt Nam. Trong đó bao gồm luôn việc mà có những cái cảnh quay là một vài binh sĩ của Nam Hàn có thể chống lại cả trăm tên lính VC tức là việc cộng và việc này đã phiến cho phía của báo chí Cộng sản Việt Nam lên tiếng. Dường như khán giả Việt Nam không lên tiếng nhưng mà đám báo chí và truyền thông của Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng và áp lực à, và buộc công ty Netflix phải rút cuốn phim này ra khỏi thị trường Việt Nam. Tức là nếu quý vị ở Việt Nam quý vị sẽ không xem được cuốn phim này, còn nếu như quý vị ở ngoài Việt Nam thì vẫn xem được bộ phim Little woman do phía Nam Hàn sản xuất và trong đó nói về tình yêu của một cô gái với những người lính đã tham chiến trên chiến trường Việt Nam chiến đấu bên cạnh quân lực Việt Nam cộng hòa trong vai trò của đồng minh đây được xem là một trong những cái uh, tin tức mới nhất liên quan tới tình hình mà cộng sản Việt Nam e ngại những sự thật mà họ tuyên truyền bịp bõm đã bị lòi ra sau khi mà các quốc gia gọi là đứng bên ngoài cuộc chiến này đã làm phim hoặc là những cái tác phẩm điện ảnh hoặc là những cái uh, sách báo nói về sự thật ở thể chế miền Nam và Việt Nam trước đây và cộng sản e ngại giới trẻ sẽ bị uh, uh, phanh phui sự thật về những cái sợ trò gọi là tuyên truyền biệt bọn của cộng sản và họ gọi những cuốn phim này là những cuốn phim xuyên tạc lịch sử đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay cái gọi là truy trách nhiệm cụ thể với những người tạo ra công trình làm nghèo đất nước đây là một cái chương trình mà và phía của cộng sản việt nam đưa ra tuy nhiên lại không nói, nói rõ ràng là ai làm nghèo đất nước và làm nghèo bằng cách nào khi những dự án và những công ty quốc danh vẫn tiếp tục khai lỗ mỗi một năm và trong đó bao gồm luôn cả việt nam airlines phải bán lại cho một đối tác của trung quốc và bên cạnh đó thì sapeco đã phải bán lại cho một đối tác của thái lan và bên cạnh đó thì tất cả những công ty do quốc danh việt nam làm chủ gồm có công ty điện lực của việt nam cũng khai lỗ mỗi một năm như vậy thì cái chương trình làm nghèo đất nước này có nằm trong cái danh sách gọi là bị truy tố bởi Cộng sản Việt Nam hay không? Theo bản tin cho biết thì bây giờ cơ quan cảnh sát điều tra của công an đã bắt đầu mở ra chương trình này để nhắm vào tất cả những cái hành động mà họ xem là, là sử dụng ngân sách của quốc gia làm nghèo đất nước. Tuy nhiên thì họ, họ không đụng tới những công ty quốc danh do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm chủ, bao gồm cả công ty điện lực Việt Nam, Petro Việt Nam và một số công ty do nhà nước Cộng sản Việt Nam quản trị. Những công ty này được xem là những công ty đã làm nghèo đất nước qua nhiều hình thức khác nhau nhưng không bị truy tố. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn Nhớ đón nghe và theo dõi, mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.